Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Là một trong những trường đại học hàng đầu của Canada, thu hút hơn 550 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia. Đại học Trent được thành lập năm 1964, tọa lạc ở tỉnh bang Ontario của đất nước Canada. Và những điều các bạn sinh viên luôn đón chờ tại Đại học Trent đó là quy mô lớp học phù hợp, lớp học với sĩ số vừa phải đảm bảo sự quan tâm đến từng học viên. Thứ hai, kỷ luật học thuật nghiêm ngặt với mục tiêu sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt được những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cần thiết. Do đó, giảng viên đặt rất nhiều kỳ vọng vào sinh viên. Sự nỗ lực của giảng viên và sinh viên chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho cả hai bên. Thứ ba, sinh viên là số 1, sự nghiệp giáo dục là mục tiêu phấn đấu của Trent, do đó sinh viên của Trent luôn được quan tâm và hướng dẫn tận tình. Thứ tư, khu học xá chính của Đại học Trent với diện tích rộng hơn 1.450 hecta, học tập và sinh sống tại đây, bạn còn được ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp của một miền quê thanh bình. Hơn nữa, bạn chỉ mất vài phút là đến khu trung tâm của thành phố, cư dân với hơn 500 cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quầy bán hàng lưu niệm, vân vân. Ngoài ra, trường còn có khu học xá ở Oshawa, thành phố Oshawa với hơn 150.000 cư dân, tọa lạc gần hồ Ontario, là nơi cực kỳ thích hợp cho những ai yêu mến vẻ đẹp lãng mạn và không gian thoáng đãng. Và cho các bạn chỉ mất 45 phút để đến trung tâm Toronto và để khám phá những thú vui, để trải nghiệm những văn hóa sinh hoạt cộng đồng tại đây. Và hiện tại thì có hơn 900 sinh viên đang theo học tại khu học xá ở Oshawa. Và để tư vấn về du học Canada tốn bao nhiêu tiền, lý do vì sao nên chọn học tại Canada, các bạn hãy liên hệ đến công ty Tân Đại Dương để được sự hỗ trợ tốt nhất qua số 0996277629 và 0166515771. Điều thứ năm đó là các bạn được hòa đồng vào xã hội tại Trang. Sinh viên sẽ không còn cảm giác lạc lõng mà trở thành những người hoạt động tích cực, sôi nổi, có thêm nhiều bạn bè. Thứ sáu, ý thức xã hội. Sinh viên của trường đã mang đến sự khác biệt so với sinh viên các trường khác. Thứ sáu là ý thức xã hội. Sinh viên của trường đã mang đến sự khác biệt so với sinh viên của các trường khác. Thứ bảy, về ý thức bảo vệ môi trường. Sinh viên của đại học Trang đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Họ còn tham gia tích cực vào các chương trình hoạt động xã hội nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường trong tình trạng ấm nhiệt của trái đất hiện nay. Thứ tám, dịch vụ hỗ trợ tài chính. Tức là nếu bạn có thành tích học tập xuất sắc và khả năng Anh ngữ thành thạo thì cơ hội giành học bổng lên đến 90% học phí và rất nhiều nguồn tài trợ khác đang đón chờ các bạn. Và thứ chín là một môi trường văn hóa đa dạng. Và cuối cùng là trường hiểu được những năm tháng học tập là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Chính vì vậy, trường luôn mang đến cho sinh viên những điều tốt đẹp và giúp bạn trang bị cho mình những tri thức, kỹ năng quan trọng cho sự nghiệp sau này. Khi cần được hỗ trợ các thủ tục về hồ sơ du học các nước, điều kiện nhập học của các trường, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua số 0996277629 và 0166515771. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bạn Nguyễn Lê Thủy Tiên. Thì bạn vừa có visa du học Canada. Thủy Tiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ tại sao Thủy Tiên lại chọn Canada là điểm đến du học. Chào Thủy Tiên. Thủy Tiên có thể là giới thiệu đôi nét cho các bạn biết về mình được không? Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lê Thủy Tiên. Mình vừa đậu visa du học Canada. Mình chọn Canada du học tại vì Canada là một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc. Ở đây mình có thể được trải nghiệm nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và ở đây có một nền kinh tế rất là phát triển. Mình đến Canada du học. Đầu tiên mình sẽ học một chương trình tiếng Anh tại trung tâm ngôn ngữ ELS. Sau đó mình sẽ chuyển tiếp vào trường cao đẳng Humber để mình học ngành quản trị kinh doanh. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì nhà mình có một công ty xây dựng. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì mình sẽ tiếp quản công ty của bố mình. Mình muốn học hỏi nhiều hơn ở đất nước này.
Vậy thì gia đình của Thủy Tiên là có công ty về xây dựng, thì mình có ý định mình qua bên Canada để mình có thể là phát triển hơn về cái chuyên ngành cũng như là về công ty lãnh đạo để phát triển hơn, đúng không? Và qua đâu thì Thủy Tiên biết được công ty của Tân Đại Dương? Em biết là công ty Tân Đại Dương là tại vì em có trang lên trên Google. Ý định du học này sẽ nảy ra từ khi em học lớp 12. Em có tham gia, em có dự thi kỳ thi đại học năm 2013 mà em lại bị rớt, nên sau đó em đã chọn đi du học để bước đà phát triển của em sau này. Em lên mạng em search như thế nào thì thấy được công ty Tân Đại Dương? Em muốn đi du học và em cũng lượn lờ từ nhiều các nước, nhưng mà em đã search là một trung tâm tư vấn du học, và em đã trên mạng em đi coi YouTube và các phương tiện khác, và em coi Tân Đại Dương là một công ty uy tín để em gửi gắm ước mơ về. Cái người làm hồ sơ với Thủy Tiên là nhân viên nào của công ty Tân Đại Dương? Dạ, là chị Quỳnh. Thủy Tiên cảm thấy là chị Quỳnh như thế nào? Chị Quỳnh rất là sốt sắng và chị Quỳnh rất là tận tình. Từ lúc em bắt đầu làm sơ đến khi có visa thì chị rất hết mình giúp đỡ. Những cái gì thắc mắc thì em hỏi thì chị đều sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ em. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn Thủy Tiên đã có mặt hôm nay để có thể chia sẻ cái buổi phỏng vấn này. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho Thủy Tiên du học tại Canada đạt được những cái ước nguyện như là mình mong muốn, cũng như là thành công hơn khi mà quay về Việt Nam. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Bạn đã theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Một lần nữa, Tân Đại Dương xin hẹn lại các bạn trong chương trình tiếp theo.